À, kính thưa quý vị, chia tay tiếng hát của nam ca sĩ Quang Phạm, ngay bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ và làm quen với một cô gái chắc chắn rất là gương mặt rất là thân quen với chúng ta rồi. Cô có một dáng vóc rất là đẹp và ngày hôm nay với một bộ trang phục áo dài của Việt Nam và cô càng lung linh càng đẹp hơn. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiếng hát của nữ ca sĩ Thảo Anh với ca khúc đó mang tên Sương Lạnh Chiều Đông. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón cô gái xinh đẹp này quý vị. Thảo Anh xin gửi lời chúc tới các cô, các chú cùng các anh, các chị một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Nghe lòng hơi ấm của tâm hồn tròn.